Chào quý vị trở chương trình Trực Chuyện TV. Tiếp tục nói về chuyện của Trương Quốc Huy, người chủ của một cái kênh YouTube được mệnh danh là ngành lớn nhất của cái cộng đồng cờ vàng ở hải ngoại. Một cái loa phóng thanh theo cái hướng rằng chửi cộng kiếm cơm rất là nổi tiếng và được nhiều dân cử hay là những cái người mà gọi là chính trị gia sôi thịt. Rồi một cái đám gọi là cờn cờn, những cái đám mà nó gọi là đi theo để mà tự nguyện làm đồ đệ hay là tự nguyện làm đồng bọn với Trương Quốc Huy thì ca ngợi và tôn vinh và bắt chước theo cái cách của Trương Quốc Huy rất nhiều. Có thể nói nó trở thành như là một cái hiện tượng và nổi bật lên trên hết đó là cái phương pháp chống cộng kiểu Trương Quốc Huy, kiểu lớp 7 trường làng ở Việt Nam, và theo cái kiểu gọi là nhờ cái kênh YouTube đó để mà qua đó thì gây quỹ quyên tiền bán hàng hoặc làm nhiều cái việc khác. Thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng nó nổi cộm trong thời gian vừa qua. Thì cái hình ảnh của Trương Quốc Huy là chủ kênh N10 TV đã được bơm thổi lên như là một cái tượng đài chống cộng. Nhưng mà cuối cùng thì thời gian gần đây chúng ta đã thấy bắt đầu nó lộ ra rất nhiều những cái điểm mà làm cho nhiều người có thể rất là hụt hẫng. Đặc biệt là những người trong cái lực lượng gọi là cờ vàng mà thường nghe Trương Quốc Huy mà nghe mỗi ngày, nghe còn nhiều hơn là ăn cơm nữa. Thì bây giờ thì họ cảm thấy rằng họ quá trời thất vọng. Bởi vì họ cứ nghĩ rằng là Trương Quốc Huy chửi như vậy sẽ làm cho Cộng sản đau đớn, Cộng sản như thế này thế kia. Hoặc là sử dụng cái kênh đó để mà đấu đá hay là bênh vực dân cử nào, bơm thổi cho dân cử nào thì dân cử đó lên trời sẽ là chiến thắng. Nhưng mà cuối cùng thì bây giờ chúng ta thấy rằng sau thời gian mà nó diễn biến rất là phức tạp và nhiều cái sự chỉ trích, thì bây giờ thì kênh của Trương Quốc Huy hay là bản thân của N10 TV thì coi như là đã hạ xuống mặt đất rồi. Có thể nói rằng một cái kênh YouTube mà 5-7 ngày, thậm chí là 2 tuần lễ mới có được một cái video clip. Và cái lượng view thì nhiều người họ đặt ra câu hỏi, họ nói là không biết có bơm thổi hay không, hay là có vấn đề gì không. Những cái điều đó là chúng tôi không đặt ra, chúng tôi chỉ thấy rằng đó là bởi vì một cái người với một cái trình độ rất là thấp kém như ở trong Việt Nam mà tại sao ở hải ngoại người ta bơm lên, cho nên nó tạo ra một sự chú ý và Trương Quốc Huy N10 TV đã trở thành làm một cái chương trình mà nó mang tính chất là cộng đồng, đã trở thành người của công chúng và nhiều người họ soi tới và chúng tôi nhận rất nhiều các cái câu hỏi của các bạn nói rằng là ông Minh Giang ở gần Trương Quốc Huy thì có biết cái gia cảnh như thế nào hay không? Rồi ông ta lại có ai đứng đằng sau, đứng đằng trước hay là nằm trong một cái đảng phái chính trị nào hay không? Và cái mục tiêu cao cả đó là làm cái gì? Mục tiêu cuối cùng là làm cái gì? Thì tất cả những cái điều đó thì từng bước nếu có điều kiện thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ theo rất nhiều clip khác nhau. Hôm nay thì chúng tôi chỉ nói một cái khía cạnh khác thôi. Những ngày vừa qua thì chúng ta đã thấy rồi. Khi mà Trương Quốc Huy bị đã thuê nhà, rồi sau đó thì bội tín, rồi không trả tiền nhà người ta được, đến đổi người ta phải đưa ra tòa, và sau khi mà có cái phán quyết của tòa án á để mà người ta phải trục xuất và lực lượng cảnh sát của quận đã đến cái trước cái cửa nhà đó và họ đã áp giải những cái người ở trong nhà đó ra bên ngoài, tức nghĩa là họ mời ra, nếu mà nói theo một từ lịch sự, còn nếu nói một cái từ mà nó nghe nó thẳng gốc á là họ đuổi ra khỏi cái căn nhà. Thì việc mà đuổi nhà chúng ta đã biết rồi, nói đi nói lại rất là nhiều lần, không có vấn đề gì đặc biệt hết trơn á. Nhưng mà có điều tại sao Trương Quốc Huy lại trở thành một cái điều kiện đặc biệt là bởi vì cái kênh N10 hay là người ta còn hay gọi là 10 nổ đã từng nổ rất là dữ dội, nào là giàu có, nào là có tiền, nào là có nhà, có xe, có nhiều thứ. Rồi còn khen Mỹ đế lên tới trên trên trời. Nào là ba Mỹ thì cái gì cũng có, còn nói là mình có quốc coi như là có trở thành quốc tịch Mỹ thì đã thế này thế khác. Và trong một cái lần mà chúng tôi phỏng vấn hồi Tết á thì chính mẹ của Trương Quốc Huy, khi mà chúng tôi đề cập đến một cái câu hỏi là anh em của Trương Quốc Huy, Trương Quốc Tuấn này có quốc tịch chưa, thì bà mẹ của Trương Quốc Huy còn nói rằng có hết rồi. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì trong cái bữa hôm đó thì chúng ta đã thấy rồi. Chính là Trương Quốc Huy thì nói rằng mình chỉ có cái green card thôi, tức là một cái thẻ xanh thôi, và khi mà cảnh sát họ đến hỏi thì đã nói hớ một cái câu như vậy. Đến bây giờ thì mọi người biết rằng là anh ta cũng chỉ mới có thẻ xanh thôi, nghĩa là không có quốc tịch, chưa có quốc tịch Mỹ.
chưa trở thành một cái người Mỹ, nhưng mà một cái cách nhận vơ, một cái cách mà hô hào lên và tự nhiên tôn vinh Mỹ đế lên mà dựng trên trời dưới biển. Thì chính vì mình gồng mình và tự và đồng bọn nó bơm lên giống như là một cái tượng đài chống cộng, trở thành một cái hình mẫu để mà chửi cộng sản mỗi ngày, nhưng mà cuối cùng thì nó giờ nó lòi ra là sao, một cái tên mà bội tín hay là nhiều người trong thời gian gần đây thì họ dùng cái từ là ăn quỵt, tức nghĩa là quỵt nợ tiền nhà, không phải là ăn quỵt là kiểu mua bán mà quỵt, mà ở đây là nợ tiền nhà, nghĩa là không trả tiền nhà người ta, để cuối cùng người ta đòi không được cái tiền đó, vi phạm theo cái hợp đồng, và người ta đã làm nhiều cái thủ tục để mà gửi tới gia đình mình trước khi mà họ khởi kiện, hay là trong quá trình họ khởi kiện họ vẫn làm đầy đủ các thủ tục, nhưng mà xem thường pháp luật, không ra phiên tòa luôn, không dự luôn, đến đòi ở phía bên chủ nhà người ta được cái quyền của ở phía bên tòa án là họ phán quyết theo cái hướng là khiếm diện. Và cái việc khiếm diện như vậy thì thư ký họ đã ra một cái tuyên bố, theo đó thì họ ra cái lệnh trục xuất thôi, và những cái tiền nhà không thể mà chạy trốn được, và cuối cùng nó cũng phải coi như là cũng phải trả thôi. Ở phía bên chủ nhà người ta cũng sẽ đưa đệ trình các cái giấy tờ vào để mà họ đòi hết tiền nhà, chứ chưa chắc gì họ bỏ. Dĩ nhiên là cái quyền đó của họ, nhưng mà theo như chúng tôi thiết nghĩ rằng đó, họ sẽ làm tới nơi. Thì thời gian mấy tuần lễ vừa rồi chúng ta thấy là nó nổi cộm lên dữ dội nhất là cái gì? Xung quanh cái việc này đó là hình ảnh Trương Quốc Huy và mẹ, cũng như là ở phía trước sân nhà khi mà người ta tung ra những video clip cho thấy là cảnh sát của quận đến rồi mời những cái người xung quanh ra, trong nhà ra, rồi trong đó có Trương Quốc Huy và mẹ Trương Quốc Huy, rồi một số những cái người đã đến quay, rồi ngay cả sau đó nữa, tức là cách đây một tuần thì đến cái sân nhà thì gặp ngay Trương Quốc Huy đang dọn nhà ra. Chính vì dọn nhà ra đó, nó làm cho một hình ảnh bề bộn và có một cuộc đụng độ dữ dội. Chúng ta đã thấy là nổi cộm trong cái vụ việc này, và anh em Trương Quốc Huy, Trương Quốc Tuấn mà nhắm tới đó nhiều nhất có lẽ rằng Andrew Lê, gọi là của Phúc Minh Sa TV, bởi vì đã đưa một cái bản tin, đưa một cái video clip mà phía bên anh em Trương Quốc Huy, Trương Quốc Tuấn này cho rằng nó có những cái điều gì đó, và họ cảm thấy rằng họ bị tổn thương, cho nên là họ đã lên tiếng và chỉ trích Andrew Lê cũng như là Phú Minh Sa TV rất là dữ dội. Rồi cái sự việc đó đó chúng ta mới thấy được rằng là người ở trong cuộc như là anh em Trương Quốc Huy cảm thấy rất là bức bối, rất là bực bội khi mà hình ảnh mình bị đuổi nhà, cảnh sát mời ra rồi đi chân đất, rồi trong một thời điểm rất lúng túng loanh quanh, rồi coi như là không biết làm cái gì, giống như con gà mắc tóc, và sau đó thì chống chế với những cái luận điệu có thể nói rằng rất khó được chấp nhận, không ai tin hết. Và cụ thể là cách đây một ngày thì chúng tôi đến tại cái căn nhà, mặc dù là Trương Quốc Huy đã rời khỏi cái nhà đó là một tuần đúng, nhưng mà có một cái đống rác trước sân. Ở Mỹ thì chúng ta biết rồi, ngay cả các sân nhà chúng ta cũng không được để đổ rác mà như vậy. Rác là cái gì? Là những cái tấm nệm cũ, là những cái bàn ghế cũ hư, rồi những cái sách vở hay là những cái rác linh tinh khác, nó đã để vung vãi đầy lên ở phía trước như vậy. Thì những hình ảnh đó rất khó coi, và nhiều người thì nói rằng rất có thể là do Trương Quốc Huy dọn nhà ra mà tặng lại cho người chủ nhà một cái đống rác. Thì những cái điều đó chúng tôi đang làm rõ, và chúng tôi cũng sẽ có những cái chương trình để nói thêm về cái việc này. Còn hôm nay thì chúng ta hơi dông dài một chút để mà thấy được rằng cái sự việc đó nó đã đi quá xa, nó đi đến cái mức độ đó là bây giờ có quá nhiều các cái YouTuber, quá nhiều những cái sự chỉ trích, đặc biệt là nó đến từ trong Việt Nam đó, người ta coi như là chĩa mũi dùi vào Trương Quốc Huy, anh em Trương Quốc Huy, và cho rằng là đây là thế này thế khác, và họ đã lấy cái video clip mà có ở tại hiện trường đó, họ cứ chiếu tới chiếu lui và họ chế giễu, rồi họ họ nhìn nhận, rồi họ đánh giá, thậm chí là họ chụp luôn là cái cộng đồng cờ vàng ở hải ngoại như vậy, họ chụp luôn là những cái đồng bọn của Trương Quốc Huy và một cái đám dân cử cờ vàng cuội, một cái đám mà gọi là truyền thông cuội, YouTuber cuội mà bắt chước học đòi, gọi lỗi là con cháu của Trương Quốc Huy mon men để mà kiếm tiền theo cái công thức của Trương Quốc Huy, thì người ta cũng chỉ trích luôn.
và cho rằng cái cộng đồng hải ngoại mà bị những cái kẻ như vậy đó, nó đã làm cho chậm đà tiến hóa và không có văn minh, không có văn hóa gì cả, và giờ đó là lẹt đẹt như vậy, và họ cười hả hê và có thể nói rằng hình ảnh của Trương Quốc Huy và cái kênh N10 cũng như là đồng bọn có thể nó chưa bao giờ nó xuống thấp như ngày hôm nay, chưa bao giờ nó tồi tệ đến cái mức mà có thể nói người ta cười cợt và người ta coi như là họ đánh giá không bằng cái gì cả. Chúng tôi không muốn nói những cái từ nặng nề, nhưng mà hôm nay thì bởi vì đó không phải là mục tiêu của cái clip này. Cái clip này đó là sau khi những sự việc nó xảy ra như vậy thì bây giờ lại có những cái lời kêu gọi hay là có những cái chương trình hoặc có những cái động thái mà chúng tôi thấy rằng đồng bọn của Trương Quốc Huy hay là phe nhóm của Trương Quốc Huy là đang muốn rục rịch hăm he khởi kiện, rồi để mà khởi kiện thì họ lại qua phỏng vấn người này người kia, người thì tự xưng là cái gì lung tung hết, học kỹ sư, luật sư, bác sĩ gì đó, rồi tiến sĩ, rồi thạc sĩ, rồi lòi sĩ gì lung tung để mà phân tích luật. Người học luật thì phân tích luật không nói, người không học luật cũng phân tích luật luôn, ai cũng trở thành luật sư, luật gia được hết, và nói lung tung, nói loạn cào cào lên, nói những điều mình biết mà nói luôn những điều mình không biết nữa, nói luôn, nói những cái điều mà mình nắm chắc, nói luôn những điều mình nắm không chắc luôn, những điều mình mơ hồ, những điều tưởng tượng mà cũng nói luôn. Rồi cuối cùng họ đi đến một cái kết luận rằng là Trương Huy có thể kiện được không? Họ kiện là ai? Kiện Andrew Lê, kiện Phố Minh Sa TV, hay là còn kiện thêm những cái YouTuber khác nữa, những người mà có mặt ở tại hiện trường trong một tuần trước đây, hoặc là những người đã từng đưa tin hay là chiếu những cái video clip đó mà họ cho rằng là xúc phạm hay là cho rằng là đụng chạm tới cái quyền riêng tư gì đó, mà họ nhắm vô những cái người, ví dụ như họ nói rằng Trương Quốc Huy đó là cái người của công chúng, thì như vậy thì anh trai của Trương Quốc Huy có phải là người công chúng hay không, và bà mẹ của Trương Quốc Huy có phải là người công chúng hay không, rồi những cái điều đó họ đi đến một cái điều họ cho rằng là anh của Trương Quốc Huy cũng như là mẹ Trương Quốc Huy là cái người không phải là công chúng, rồi quay hình ảnh người ta như vậy, hoặc là nói đụng chạm tới người ta như vậy là đụng chạm tới cái quyền riêng tư đó, thì họ nói rằng có thể là đại diện cho những người đó để mà khởi kiện được, khởi kiện Andrew Lê, khởi kiện Phố Minh Sa TV hay là những cái YouTuber mà họ cho là những cái YouTuber đã có công rất là lớn để mà vạch mặt hay là đưa cái sự kiện của Trương Quốc Huy trở thành một cái hiện tượng bây giờ có thể nói là bùng nổ trên mạng đó. Thì có cơ sở để kiện cái điều đó hay không? Thì cái nhóm mà ủng hộ bên Trương Quốc Huy đó hay cái nhóm mà đồng bọn với Trương Quốc Huy thì họ dĩ nhiên rồi họ bỏ phiếu theo cái hướng là họ giơ tay, họ cong cổ và họ hò hét, họ gào thét và họ tru kéo theo cái hướng là Trương Quốc Huy khởi kiện được, gia đình Trương Quốc Huy khởi kiện được và kiện là sẽ thắng các thứ. Thì bây giờ nó lại đi xa hơn nữa ở một bước là đồng bọn với Trương Quốc Huy là hay là những cái nhóm mà gọi là ủng hộ các thứ đó bắt đầu kêu gọi quyên tiền hay là có những cái động thái chuẩn bị quyên tiền hay là họ muốn lập ra một cái quỹ pháp lý gì đó để mà gọi là nhân danh để bảo vệ mẹ Trương Quốc Huy, bảo vệ em coi như là cái gì Trương Quốc Tuấn đó các thứ. Thì đây là cái điều mà chúng ta thấy nó trở thành một cái hiện tượng rồi. Như vậy thì có gây quỹ được hay không, và tại sao họ gây quỹ và họ gây quỹ đó là có phải là cái mục đích không? Thì cái điều này nó tạo ra một cái bối cảnh cho thấy rằng là cái mục tiêu chính của những cái chương trình gọi là chửi cộng là cũng chỉ kiếm cơm. Mục tiêu là chửi cộng hay là lập ra những cái trang YouTube hay là những cái trang mà trang gọi là truyền thông đó, truyền thông mạng các thứ này kia nọ cũng là chung quy là gì? Là gây quỹ, là quyên tiền, là hốt tiền, làm vấn đề trục lợi, làm là để mà rào thét buôn bán, để mà hoặc là tổ chức những cái chương trình rally ra léo gì đó theo cái hướng làm để mà xỏ mũi cái cộng đồng cờ vàng, cái cộng đồng mà những người họ bực bội đối với chính quyền của ở phía bên Việt Nam, chính quyền cộng sản, họ có những cái ác cảm đối với chính quyền Việt Nam, thì họ thường hay dễ dàng để mà bỏ ra những cái đồng tiền và họ nuôi nấng cái đám này, cái đám trục lợi, cái đám nó lợi dụng vào cái lá cờ vàng, nó quấn cái lá cờ vàng để mà nó quyên tiền, để nó gây quỹ chẳng hạn. Thì đó là một xu thế chung nha quý vị, chúng tôi nói là một cái xu thế chung của những cái lớp, những cái xu hướng và nó nổi lên như nấm đó, là cái đám YouTuber hay là cái truyền thông gọi là cờ vàng cùi đó, truyền thông xôi thịt ở hải ngoại là nó như vậy.
nó bám vào. Chúng ta thấy rằng những cái kênh nào mà chúng ta vào cứ thấy là Yale, Memo hay PayPal rồi hãy gửi tiền cho chúng tôi đi, rồi các quý vị cho một like, một share, một gì đó tùm lum la. Khi mà các bạn đi vào cái kênh của em, của Trực Diện TV hay là Minh Giang, có bao giờ các quý vị nghe người ta nói như vậy không? Chưa bao giờ. Chúng tôi cũng chả bao giờ gây quỹ, cũng chả quyên tiền, cũng chả làm cái gì hết. Dĩ nhiên là nếu như trường hợp cần thiết, chúng ta cũng có thể là gây quỹ, chúng ta cũng có thể quyên tiền để mà giúp cho cái người này, giúp cho người kia, hoặc là vì bảo vệ cái chính nghĩa, bảo vệ những cái người yếu thế. Các trong khi Trung Quốc Huy thì bây giờ yếu thế gì, tự xưng là mình giàu, mình có, mình nào là có doanh nghiệp, là giám đốc 2-3 công ty, người gọi là cái gì, tư vấn, cố vấn, tài gì đó cho mấy cái tập đoàn, 20-30 tập đoàn gì dữ dội, nổ sản, nói lung tung sàn ngầu. Thì bây giờ đại để cho cái đám đồ đệ, cái đám con cháu và những cái đám đồng bọn của mình, nó lại có những cái động thái và nó gào thét, nó muốn gây quỹ quyên tiền, gọi là nó nhân danh mẹ mình, nó chửi những cái người khác đó là lôi mẹ mình ra để mà xúc phạm hay là nói tới nói lui. Thì bây giờ lại bị chính cái đồng bọn nó lôi mẹ mình ra để mà nó quyên tiền, nó lôi mẹ mình ra, nó nói là nhân danh bảo vệ mẹ mình để mà nó xúc phạm, nó chà đạp và nó kiếm cơm trên trên cái việc đó. Thì đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng nó chung quy và nó đi lại cái mẫu số chung là cái gì, mẫu số chung của những cái đám mà chửi cộng kiếm cơm, những cái đám mà nó gào thét, nó khóc la và nó tru tréo đó ở trên mạng xã hội theo cái hướng là nó chỉ trích cộng sản, thì cũng rơi vào ở chỗ là cái gì, mọi con đường đều đến cái đống tiền hết, đều đến là trục lợi hết và đều đến để mà kiếm cơm cả. Chúng ta thấy như vậy. Thì bây giờ trở lại một chút, thì trong trường hợp của N10 thì chúng ta cũng nói rồi ha, theo cái luật của Hoa Kỳ thì N10 TV hay là Trương Quốc Huy, thì những người mà làm YouTube mà xuất hiện ở trên công chúng rất là nhiều lần đó, thì người ta gọi đó là những người công chúng rồi. Những người đó người ta định nghĩa rất là dễ như vậy thôi. Dĩ nhiên là có nhiều người khác nữa, nhưng mà trong trường hợp này đó, chính anh đã đưa ra trong cái cộng đồng. Và thí dụ như nói với vậy là anh của Trương Quốc Huy có phải là người công chúng hay không, thì chúng tôi xin thưa rằng đây, anh của Trương Quốc Huy có một cái kênh gọi là M16 TV. M16 thì chúng ta nghe cái tên không người thấy cũng rất là súng đạn rồi ha, M16 đó. Rồi cái kênh này cũng được 21.700. Sẵn đây thì tôi muốn giới thiệu luôn cái kênh của anh của Trương Quốc Huy. Đây là hình ảnh của Trương Quốc Tuấn đây quý vị. Đây cái gì đây, cũng có phỏng vấn đây, rồi cũng có làm clip nói chuyện gì đây, ngô kỷ giải mã đám thổ tả lá cả gì đây, lân trọc rồi mở ngoặc kép và tinh vịt và giáo sư Nguyễn Mạnh Cường bị khùng gì đây đó quý vị thấy không, đó phỏng vấn ngô kỷ rồi đây đó, rồi nói năng rất là nhiều thứ nha. Đó thì chúng tôi không có muốn chiếu những cái thước phim như vậy là bởi vì sao, bởi vì nó là mang tính chất riêng tư, cho nên là chúng tôi không có muốn. Chúng tôi chỉ vì cái vấn đề không phải là riêng tư mà vấn đề là bản quyền đó rất là nhiều cho quý vị. Đây cái gì súng ống ở đây, gương mặt đây có quý vị thấy không, đó là hội nghị APEC gì đây, vị thế Đài Loan ngang hàng với các cường quốc đó, ghi gớm không. Đó anh em của Trương Quy nó mặc dù học thì ít nhưng mà nói chuyện là chuyện quốc tế, không là chuyện dữ dằn lắm. Chính vì vậy cho nên là cộng đồng cờ vàng mà cụi ở đây đó, cái đám mà đám cụi đó nó thích lắm, nó mơ hồ, nó mê chứ mình nói không được, nói cái này nó nói hay quá, nó nói là coi như là nó chửi cộng sản đã quá, là tới đây là cộng sản chuẩn bị sụp đổ rồi, kinh hồn lắm. Và để giữ cái tiếng nói của nó thì mình cứ bơm tiền thôi, cứ gửi vào, cứ gieo cái Memo, cái PayPal gì, nó cứ gửi tiền, gửi tiền, gửi tiền vô, gửi tiền, nó trở thành một cái tượng đài, trở thành một cái linh hồn tượng đá để mà dựng lên cái ngọn cờ giống như là chống cộng. Nhưng mà cuối cùng thì sao, nó lòi ra ở chỗ là của tiền của nó hô hào dữ lắm, cho nó nhiều lắm mà tại sao nó không trả tiền nhà người ta, để rồi bây giờ những cái hình ảnh bị đuổi nó rất là ê nhề chề như vậy. Thì chúng ta thấy rằng đó, đây thí dụ như là cái kênh của hình như là kênh có nhiều lắm quý vị, bây giờ bắt đầu rồi thì làm sao để mà giúp, đây là làm sao giúp mẹ Trương Quốc Huy đi tìm công lý, làm sao để mẹ Trương Quốc Huy anh mời TV đi tìm công lý trong bị VinFast, Vino gì đó tùm lum. Thì họ đặt ra hàng loạt các vấn đề đó, rồi Trương Quốc Huy là cân nhắc cái gì, yếu tố khởi kiện các đối tượng
ghê gớm mà xâm phạm gia cư bất hợp pháp, các cái đối tượng xâm phạm. À, đây là kênh của ông Nam Quang, rồi có lẽ là chúng tôi cũng thấy rất là vui, rất là buồn cười khi mà có những cái clip như thế này. Thật ra là cái sự kiện của Trương Quốc Huy mà phải có như vậy mới vui quý vị, chứ còn mà nó im lìm quá thì nó chán lắm. Cho nên là hay khởi kiện, cứ khởi kiện. Và bây giờ thì họ nói rằng nó có hay không cái việc quyên tiền, à, đóng góp hay là gây quỹ các thứ, thì chúng tôi đã nghe rồi, nghe những cái động thái rồi, kinh hồn lắm. Thì có bạn hỏi rằng là như vậy thì bây giờ mà Trương Quốc Huy mà khởi gì, hay là anh em Trương Quốc Huy hay là những cái nhóm mà đồng bọn đó rồi đứng ra họ quyên tiền thì có ai cho nữa không? Bây giờ thì ê mặt quá rồi, nhìn thấy nó xấu hổ quá rồi, không lẽ là ta cho tiền nữa? Thì chúng tôi xin thưa rằng đó vẫn có đó quý vị. Vậy thì có những người mà chúng ta thường hay gọi rằng họ cuồng đó, fan cuồng đó, rồi những cái người mà họ cuồng tín chẳng hạn, hay là họ cuồng mê, hay là họ mê muội quá rồi có khi họ cũng vẫn cho. Họ cứ tin tưởng vào một cái điều gì đó và họ cứ nghĩ rằng ơ kệ nó đi, cho nên là họ sẵn sàng họ cho nó, chứ không phải không cho đâu. Chúng ta thấy là những cái người mà rất là tệ đi, hay là nó là một cái điều quá đáng kinh khủng lắm, mình nghĩ là ai cũng có thể chê, nhưng mà thật ra vẫn có người họ ủng hộ nha quý vị. Trong cái cuộc đời thì nó có nhiều cái mà chúng ta rất là khó biết. Và ở Mỹ thì cái quyền tự do rất là rộng, tự do ngu, tự do khờ dại, hay là tự do mà ngốc nghếch á, tự do mà muốn đem tiền của mình giục cửa sổ hay là cho những người mà không đáng cho, thì đó cũng là cái quyền tự do. Tự do rất là rộng, tự do ở Mỹ thì thoải mái lắm. Cho nên là chúng ta cũng không thể nào mà nói ơ tại sao cái ông nó ngu, ông bà này khùng, hay là cái nhóm này nhóm nọ là tại sao làm chuyện này làm chuyện kia, không phải đâu. Cái quyền tự do ở Mỹ nó rất là rộng. Cho nên là chúng ta cũng chả cản trở tiền của họ cơ mà. Họ muốn cho ai họ cho, họ muốn làm gì họ làm, chứ họ muốn tin tưởng như một thằng khùng thì họ cứ tin tưởng, họ muốn tin tưởng như một bà điên thì họ cứ tin tưởng. Đó có người họ xưng là tổng thống, xưng là quốc vương, xưng là đủ thứ, xưng là thánh thần luôn, nhưng mà có người họ tin kệ họ. Cái đó là cái điều mà chúng ta thấy nha, nó rất là rộng ở ngoài Hoa Kỳ. Thì trở lại cái sự việc này thì đến đây nó sẽ đi đến đâu, nó sẽ như thế nào và có khởi kiện được hay không, và bà mẹ của Trương Quốc Huy có phải là người của công chúng hay không, và cái thước phim mà quay ở tại hiện trường nó xuất phát từ đâu, và người quay với mục đích gì, và tại sao nó phát tán, và ở Mỹ có cái tội gọi là phát tán hay là tàng trữ những cái thông tin tài liệu để mà coi như là xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của những người khác theo cái nội dung cơ bản của cái điều 331 của Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có lẽ là nước Cộng hòa Bô Sa Quốc thì đang muốn áp dụng cái điều đó để mà triển khai sang ở phía bên mà cộng đồng gọi là cờ vàng cùi ở hải ngoại. Chúng ta không phải nói là tất cả cộng đồng nha quý vị. Chúng ta chỉ nói cái nhóm này, cái nhóm mà cùi đó, cái nhóm nó quấn cờ vàng nhưng mà nó lại đi ăn cơm của các doanh nghiệp cộng sản, nó lại bưng bô bợ đít, nó lại coi như làm dựa hơi theo các cái doanh nghiệp mà đi về làm ăn và được hưởng ngu mốc của cộng sản để mà trở thành những cái doanh nghiệp nổi bật và giàu có ở tại hải ngoại. Nó có một sự nhập nhằng, chính vì vậy người ta mới gọi là cùi, người ta đã gọi là chống cộng cùi, chống cộng gian, chống cộng ma mãnh và chống cộng kiếm tiền, hay là những kẻ đi ăn hai hàng, đi hai máng gì đó, ăn hai máng gì đó. Do đó thì tất cả những cái điều này chúng tôi chỉ muốn gói gọn lại là mình nhắm vào là gọi là cái cộng đồng cờ vàng cùi, hay là cái nhóm mà gọi là cờ vàng cùi, cái đám mà hậu vệ cùi, hậu vệ ma mãnh, chứ không phải là hậu vệ gì cả, nó giả danh thôi. Đó là cái điều mà chúng ta muốn muốn nói tới. Thì bây giờ chúng ta thấy rồi, càng lúc nó càng lộ ra là bây giờ mẹ của Trương Huy có phải là người công chúng hay không, thì tới đây đưa kiện đi thử rồi biết, rồi các luật sư người ta sẽ giải thích như thế nào, tòa án người ta sẽ giải thích như thế nào, và cái thước phim mà quay tại hiện trường có phải là ta nhắm chủ yếu quay vào mẹ của Trương Quốc Huy hay không, và tại sao lại đem cái hình tượng của mẹ mình hay là những cái hình ảnh của những người liên quan ra để mà nhắc tới nhắc lui để làm cái gì. Thật ra người ta chú ý là nhiều hơn là chú ý Trương Quốc Huy thôi, hình ảnh lăn lúng ta lúng túng, lăn quăng lít quít, đi tới đi lui lăn xăng lít xích, chạy lung tung ở phía trước cái sân nhà, những hình ảnh đó bây giờ nó nổi tiếng cả thế giới. Lúc mà lên múa mai chửi cộng sản thì rất là dữ dội, nào làm cái phong ở đằng sau kinh hồn lắm, rồi quơ tay quơ chân chỉ trích chỉ người này chỉ người kia lung tung.
nhái rồi cộng sản rồi lo chuyện quốc tế rồi không rồi lo làm tin ngoài coi như là quốc gia đầu tư thế giới rồi không, nhưng mà cuối cùng thì sao, cái chuyện mình mà làm không xong để rồi bây giờ nó bày hày, để rồi bây giờ nó đổ ra bao nhiêu các vấn đề, đó là chưa nói tới hàng loạt các cái việc khác nữa quý vị. Chúng tôi cũng sẽ có thời gian để mà từng bước chúng tôi cũng sẽ đi mổ xẻ hết. Rồi cái việc mà gây quỹ có được hay không, rồi quay quỹ khi nào và ai đứng ra gây quỹ mà trên cái chỗ nào hay là gửi thẳng, và những cái số tiền đó người ta kiểm soát như thế nào. Tất cả những cái điều này là những cái câu hỏi các bạn đừng bao giờ hỏi cái bên Giang cả. Các bạn hãy gọi thẳng với những người mà các bạn nghĩ rằng họ sẽ đứng ra họ làm những cái điều đó đó. Và cũng tôi cũng đưa ra một cái chỉ định luôn, chống chỉ định cho quý vị biết được rằng, để cho quý vị hiểu trước, để quý vị không sốc đó, là không bao giờ có một cái gọi là giải trình đâu, không bao giờ có một cái gọi là cái gì sao kê đâu. Chuyện ở cái cộng đồng ở hải ngoại lúc nào cũng vậy, từ những cái chương trình mà gây quỹ chống cộng chống kẹo hay là gây quỹ mà cảm ơn chú cảm ơn ông nội cảm ơn ba gì đó, rồi cuối cùng thì chúng ta thấy không có một cái sự giải trình gì đó. Cuối cùng thì họ nói là sao không được, cái này làm từ thiện ở trong Việt Nam làm cái vấn đề này nhạy cảm lắm không có được đâu, cho biết tên tuổi mà đem tiền cho ông nào bà nào thì cộng sản nó biết hết rồi, như vậy đâu được. Cho nên họ ém nhẹ mà nói là cái này phải bảo mật bảo mí, đầu vô đầu ra gì họ cũng có lý do để mà họ nói bảo mật, thì cuối cùng mình chả biết họ quyên được bao nhiêu tiền, cũng chả biết người ta chi được bao nhiêu tiền. Và chúng ta đã thấy rồi, quá nhiều các cái vấn đề đã bị chỉ trích, thậm chí là người ta lên tiếng rất dữ dội. Còn hôm nay thì chúng tôi muốn nói một vài điều như vậy thôi quý vị, để quý vị thiệt hiểu rằng đó, cái cộng đồng này là cái cộng đồng hở ra một chút đó, nó có những cái kẻ nó chuyên gia, nó rình rập chuyên gia, nó đợi đúng những cái lúc như vậy đó, nó nhảy ra để mà nó kiếm ăn, nó nhảy ra để mà nó quyên tiền, nó nhảy ra để mà nó kêu gọi, nó gây quỹ, nó lợi dụng mình luôn. Chúng ta thấy rồi, cách đây 2 3 bữa là chúng tôi cũng đã làm một cái chương trình theo đó để phỏng vấn những cái người là nạn nhân ở trong cuộc, họ tố cáo luôn đã bị lợi dụng hình ảnh tên tuổi của người thân mà mặc dù bị tai nạn rất là thảm thảm khốc để mà mất mạng luôn, mà cuối cùng thì sao, đến ngày hôm nay họ cũng quyên tiền gây quỹ cái nào là GoFundMe gì đó, GoMail gì đó, rồi cuối cùng thì sao, đến ngày hôm nay thì không không có lấy tiền được. Cho nên cái tụi mà nó sống nhờ GoFundMe, nó sống nhờ gây quỹ, cái chuyện ở trong Việt Nam, cái chùa chiền gì đó, miếu mạo gì đó, cái chuyện mà một cái người bị bắt, một người bị tù giam gì đó, nhiều khi cũng nhảy ra. Chuyện cá chết ở trong Việt Nam, mắc mớ gì cái đám ở bên đây, và cái vụ kiện tụng mình biết rằng là con cóc nó kiện, coi như là nó kiện ông trời. Cái việc mà không phải con cóc kiện ông trời mà con kiến nó kiện củ khoai. Nhưng mà người ta vẫn vẫn làm được quý vị, kinh hồn. Đại diện cho dân Việt Nam được bảo vệ môi trường, đấu tranh môi trường, kiện Formosa, kiện mười mấy công ty, kiện thế giới, kiện ở bên Đài Loan, kiện lung tung. Rồi những cái vụ Thiền Am chẳng hạn, mấy chú tiểu tội nghiệp quá, bảo vệ chú tiểu để mà gây quỹ ủng hộ chú tiểu, lo lắng chú tiểu, là rước chú tiểu vào bên đây. Đấu tranh Việt Nam không có tự do tôn giáo, tự do gì, tụi nó chống cái gì? Chống tiền thì có, lợi dụng những cái việc đó để mà nó quyên tiền, nó gây quỹ. Nhưng mà khổ nổi cái cộng đồng gọi là trong cái nhóm mà ở hải ngoại này, nó có những cái người nó rất là cuội như vậy, nhưng mà vẫn có người họ tin và họ cũng rót tiền cho tụi nó, kinh hồn, rót cho nó, cho nên là mới làm giàu, mới vỗ béo cho cái tụi mà nó lợi dụng, cái tụi mà nó kiếm cơm nhờ vào những cái hiệu ứng như vậy. Cái người thiệt hại là nó như vậy thôi quý vị. Cái bức tranh toàn cục của cái cộng đồng ở hải ngoại nó nhiều khê lắm, và từng bước chúng tôi cũng sẽ cho quý vị hiểu hơn. Còn hôm nay thì muốn chia sẻ một vài những cái ý kiến mà nó rất là tản mạn như vậy, và sẽ trả lời quý vị trong chương trình tới. Chương trình hôm nay thì kết thúc tại đây. Kính chào quý vị.